Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ấn xem video của Mạn Trà. Trong nội dung ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những sự thật liên quan tới kỳ vọng ở trong mối quan hệ tình cảm. Dù nói thế nào đi chăng nữa thì tất cả chúng ta đều có những kỳ vọng về đối tác của mình ở trong tình yêu, dù cao hay dù thấp, dù ít hay dù nhiều. Có rất nhiều người không đạt được mức độ kỳ vọng của mình trong chuyện tình cảm. Vì thế, một cái cay đắng họ đi đến một kết luận rằng có lẽ mình nên bớt kỳ vọng vào người khác thì như vậy sẽ khiến cho mình bớt thất vọng, bớt đau khổ hơn. Vậy thì những kết luận như vậy có thật sự chính xác và sẽ mang lại cho chúng ta một kết quả tốt đẹp ở trong chuyện tình cảm lãng mạn hay không? Hay là chúng ta nên có một cách tiếp cận khác về vấn đề này như thế nào? Sự thật đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là những người có mức độ kỳ vọng cao thì thường có xu hướng sẽ ở trong những mối quan hệ nơi mà họ được đối xử một cách tốt đẹp. Vậy thì tại sao điều này lại xảy ra? Hãy để mình giải thích cho các bạn. Điều này liên quan tới ngưỡng chấp nhận của mỗi người, tức là đến cuối cùng chúng ta sẽ cho phép ai là người được bước vào, là người được ở lại và được tồn tại trong cuộc sống cùng với chúng ta. Nếu như chúng ta chấp nhận những người đối xử với chúng ta một cách tồi tệ, chấp nhận những người yếu kém về mặt nhân cách, thì cuối cùng đó chính xác là những gì mà chúng ta sẽ nhận được khi bước vào cuộc sống tình cảm của mình. Ngược lại, nếu như ngay từ đầu chúng ta có những yêu cầu cao về những ai được phép bước vào và được phép ở lại trong cuộc sống tình cảm cùng với chúng ta, thì cuối cùng chúng ta sẽ tìm kiếm được một người chất lượng, một người có giá trị, một người giống như những gì mà chúng ta tin rằng chúng ta xứng đáng nhận được. Ví dụ, một cô gái có thể ở trong một mối quan hệ nơi mà cô ấy không được tôn trọng, những ý kiến mà cô ấy đưa ra thường xuyên bị phớt lờ hoặc là bác bỏ. Chàng trai cũng có thể có những phản ứng nóng nảy khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn của anh ta, hoặc là anh ta sẽ trở nên giận dữ và la hét lớn tiếng với cô gái. Mặc dù vậy thì cũng không phủ nhận rằng trong mối quan hệ đó vẫn có những điều tốt đẹp, vẫn có những giây phút vui vẻ xảy ra và khiến cho cô gái băn khoăn về mối quan hệ của mình, liệu rằng mình có nên tiếp tục với người này hay không. Nếu như một cô gái có mức độ kỳ vọng cao về mối quan hệ thì cô ấy sẽ không chấp nhận ở trong kiểu mối quan hệ như vậy nữa, và cô ấy sẽ đi tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn mà cô ấy tin rằng mình xứng đáng nhận được. Ngược lại, nếu như một cô gái có mức độ kỳ vọng thấp về mối quan hệ thì có thể cô ấy sẽ chấp nhận tiếp tục ở trong mối quan hệ như vậy, và đó chính xác là những gì mà cô ấy sẽ nhận được. Rõ ràng, ngay từ đầu cô gái đã không sẵn sàng đặt ra những tiêu chuẩn cao để có thể sàng lọc được một mối quan hệ chất lượng. Sau này, khi kết thúc ở trong một mối quan hệ nơi mà cô ấy bị đối xử tệ, thì cô ấy chỉ biết ước thầm khi nhìn những người phụ nữ khác được hạnh phúc. Rõ ràng, để có thể đặt ra một kỳ vọng cao và cam kết với kỳ vọng cao của mình, thì chúng ta buộc phải buông bỏ những mối quan hệ tồi tệ, những mối quan hệ kém chất lượng. Và điều này có thể khiến cho chúng ta phải trải qua những sự đổ vỡ và đau lòng, đặc biệt là khi chúng ta đã có tình cảm với một ai đó, chúng ta đã có một sợi dây liên kết tình cảm nhất định ở đây. Chúng ta cũng có thể sẽ phải trải qua sự cô đơn khi không còn người đồng hành ở trong cuộc sống, bởi vì những mối quan hệ chất lượng thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để có thể kiếm tìm. Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là khi chúng ta nói về việc đặt ra những kỳ vọng cao ở trong mối quan hệ thì điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đặt ra những kỳ vọng ở trên trời, tức là những kỳ vọng hoàn toàn không thực tế mà người khác khó lòng nào có thể đáp ứng được cho chúng ta. Như các bạn cũng biết, con người là những cá thể không hoàn hảo. Không một ai đủ tự tin và dũng cảm để bước ra và nói rằng tôi là một người hoàn hảo và tôi sẽ không bao giờ phải khiến cho đối tác của mình cảm thấy thất vọng. Rõ ràng, trong một hành trình dài mà chúng ta giao tiếp và gắn bó cùng với nhau, không thể nào tránh khỏi những giây phút mà chúng ta không làm cho nhau cảm thấy thất vọng. Có những lúc chúng ta cảm thấy cực kỳ bất đồng với người còn lại, đến cái mức mà chúng ta chỉ muốn gọi cho công an đến để bắt người này mang đi. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cách nói hài hước, thế nhưng điều này phản ánh về sự không hoàn hảo của con người cũng như các mối quan hệ. Và chính vì tính chất không hoàn hảo này sẽ đưa đến cho chúng ta một sự thật thứ hai về những kỳ vọng ở trong mối quan hệ. Đó là thay vì tìm kiếm một mối quan hệ hoàn hảo thì hãy cố gắng để tìm kiếm một mối quan hệ đủ tốt mà bạn có thể ở lại.
Vậy thì, như thế nào là một mối quan hệ đủ tốt? Trong một mối quan hệ đủ tốt, mọi người sẽ được đối xử một cách tử tế, yêu thương, trìu mến và tôn trọng. Họ cũng sẽ được ở trong một không gian an toàn, nơi họ không phải chịu đựng sự lạm dụng về mặt thể chất hay tinh thần. Họ cũng mong đợi rằng đối tác của họ sẽ trung thành và trung thủy với họ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ có những kỳ vọng không chính đáng hay không thực tế về mối quan hệ của họ. Những kỳ vọng không thực tế về mối quan hệ có thể kể ra rất nhiều. Chẳng hạn như chúng ta kỳ vọng rằng một cặp đôi sẽ không có những xung đột, mâu thuẫn và bất đồng. Trên thực tế thì những cặp đôi, những cặp vợ chồng hạnh phúc cũng sẽ có những lúc xảy ra tranh cãi. Vấn đề ở đây không phải là không tồn tại những xung đột, mà là cách thức chúng ta sẽ xử lý những xung đột như thế nào. Những xung đột nếu như được giải quyết một cách khéo léo và hiệu quả thì thậm chí nó có thể đưa đến sự hiểu biết sâu sắc về người còn lại và thậm chí dẫn tới sự kết nối giữa hai bạn. Một kỳ vọng thiếu thực tế tiếp theo chính là chúng ta kỳ vọng rằng đối tác của mình sẽ có một siêu năng lực, chính là có khả năng đọc được những suy nghĩ của mình. Nếu như bạn cho rằng đối tác của bạn có thể hiểu được những nhu cầu, những mong muốn của bạn mà không cần bạn phải bày tỏ những điều đó, thì chắc chắn rằng bạn sẽ không ít lần phải chuốc lấy những sự thất vọng. Điều đang thiếu trong mối quan hệ của các bạn chính là một không gian an toàn để các bạn có thể giao tiếp một cách cởi mở và trung thực về tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc, những điều gì đang diễn ra. Hãy chấp nhận rằng đối tác của bạn không phải là bạn. Giống như bạn, họ có một sự khác biệt duy nhất. Họ không suy nghĩ, hành động hay cảm nhận giống như bạn và họ cũng không nên làm như vậy. Cho dù hai bạn có thân thiết đến đâu và đã ở bên nhau bao lâu thì không bao giờ có hai người nào cùng suy nghĩ, cảm nhận hay xử lý thế giới giống nhau. Khi chúng ta có thể hiểu và chấp nhận điều này thì nó sẽ giúp cho các bạn trau dồi những cuộc trò chuyện có ý nghĩa hơn và cùng nhau xây dựng một mối liên kết bền chặt hơn. Và điều cuối cùng vô cùng quan trọng về những kỳ vọng trong mối quan hệ mà mình muốn nhắn nhủ tới các bạn chính là đừng mong đợi rằng tất cả các vấn đề trong mối quan hệ sẽ có thể được giải quyết. Khi mà mình nói đến khúc này thì mình tin rằng sẽ có không ít bạn cảm thấy bất ngờ rằng hóa ra có những vấn đề, những mâu thuẫn trong mối quan hệ không thể giải quyết được hay sao? Điều đó có nghĩa là mình sẽ phải sống chung với lũ. Câu trả lời đáng buồn thay, chính xác là như vậy. Bạn có bao giờ nhận thấy bạn và đối phương luôn luôn tranh cãi về cùng một vấn đề, từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này sang tháng khác, chỉ là theo những cách khác nhau hay không? Có thể các bạn đã tranh cãi với nhau về cách tiêu tiền, có thể các bạn đã tranh cãi với nhau về những hướng đi khác biệt trong cuộc sống. Chẳng hạn như sau khi ra trường, có bạn thì muốn ở lại thành phố để lập nghiệp, có bạn thì lại muốn về quê để tìm kiếm một cuộc sống thanh bình. Đây chính là những xung đột dai dẳng. Xung đột dai dẳng là những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng một lần thỏa hiệp. Ngay cả khi hai bạn đã giải quyết vấn đề một lần thì nó vẫn xuất hiện dưới một hình thức khác. Lý do khiến cho các vấn đề dai dẳng liên tục xảy ra trong suốt một mối quan hệ chính là vì không có bất cứ một giải pháp nào cả. Sở dĩ không có cách nào để có thể giải quyết các vấn đề dai dẳng là bởi vì chúng bắt nguồn từ những khác biệt cơ bản trong lối sống hoặc tính cách của một trong hai bạn. Hai bạn có thể thực hiện thỏa hiệp hoặc tìm ra giải pháp tạm thời, thế nhưng rõ ràng là sẽ không có một câu trả lời thẳng thắn, hoặc một trong hai người sẽ phần nào đó cảm thấy không thật sự hài lòng. Một số vấn đề dai dẳng có thể kể đến như kế hoạch hóa gia đình, một người thì muốn có nhiều con, còn người kia thì lại muốn có ít con, hay là liên quan tới thói quen tiêu tiền, người thì tần tiện tiết kiệm, người thì lại muốn tiêu pha thoải mái. Hoặc là một người thích giao du với bạn bè, trong khi người kia thì lại cảm thấy như vậy là họ đang bị bỏ rơi. Hoặc là hai người cũng có thể có những tính cách trái ngược nhau như người hướng nội và người hướng ngoại. Xung đột liên tục không có nghĩa là một mối quan hệ sẽ bị hủy hoại. Ngay cả những mối quan hệ tốt nhất cũng có những vấn đề dai dẳng và vĩnh viễn không thể nào giải quyết. Không có một mối quan hệ nào là hoàn hảo cả. Do đó, chúng ta cần đủ thẳng thắn để nhìn nhận rằng khi chúng ta lựa chọn một người bạn đời, chúng ta không chỉ lựa chọn những mặt tích cực, những điểm mà chúng ta bị thu hút bởi họ, mà hãy coi đó như việc chúng ta còn đang lựa chọn một loạt những vấn đề cụ thể mà chúng ta có thể chung sống cùng tới suốt cuộc đời. Nói cách khác, cho dù bạn có ở với ai đi chăng nữa thì mối quan hệ đó cũng sẽ tồn tại những vấn đề nhất định.
Một mối quan hệ hợp tác thành công phần lớn sẽ phụ thuộc vào cách các cặp đôi có thể lắng nghe lẫn nhau, đặt nhau vào vị trí của người khác và cùng nhau giải quyết những xung đột hoặc bất đồng. Và đó đã là toàn bộ thông điệp của ngày hôm nay. Hy vọng sau video lần này các bạn sẽ có những cái nhìn khách quan hơn về kỳ vọng ở trong các mối quan hệ. Từ đó chúng ta tránh sai lầm đặt ra những kỳ vọng quá thấp hay đặt ra những kỳ vọng quá xa rời thực tế. Cả hai loại kỳ vọng này đều sẽ không mang lại cho chúng ta sự hạnh phúc, thay vào đó sẽ đưa tới cho chúng ta nhiều sự thất vọng. Cuối cùng, nếu như các bạn cảm thấy nội dung lần này là hữu ích thì đừng ngần ngại bình luận xuống phía dưới cho mình được biết. Đồng thời, ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh bởi vì mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những nội dung khác tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.